Tối ngày 14 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông tin ban đầu về vụ chồng sát hại vợ vào sáng cùng ngày. Theo đó, hồi 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Thảo sinh năm 1987, chú thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến đầu thú về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án lại chính là vợ của Thảo tên Nguyễn Thị X, sinh năm 1999, chú cùng thôn với Thảo. Đáng nói, chị X đang mang thai hơn 3 tháng. Tại cơ quan công an, Thảo bước đầu khai nhận hành vi. Theo lời khai của đối tượng và kết quả điều tra cho thấy, khoảng 6 giờ 45 phút, chị X lấy xe máy để đi làm thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bực tức về việc mình nói nhưng vợ không nghe, nên lúc đó Nguyễn Văn Thảo chạy ra khu vực sân giếng cầm một con dao nhọn chạy lại sát hại vợ. Hậu quả khiến chị X tử vong tại chỗ. Sau khi thực hiện hành vi, đến khoảng 7 giờ 30 phút, Nguyễn Văn Thảo đã được gia đình vận động đến công an xã Ngọc Lý đầu thú về hành vi giết người. Hiện, vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận điều tra theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, đối tượng Thảo và chị X kết hôn đã được vài năm và có một con gái. Thời gian gần đây, đối tượng Thảo có biểu hiện tâm lý bất bình thường. Về vụ án trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Hà Nội, cho biết vụ việc xảy ra rất thương tâm trong gia đình khi nạn nhân chính là vợ của nghi phạm. Điều quá đau đớn là người vợ bị tử vong lại đang mang thai tháng thứ 4. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm cho thấy, hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt tính mạng của người vợ đã cấu thành tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm C, khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng phân tích, hành vi phạm tội của nghi phạm không những gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình đang diễn ra trong xã hội hiện nay. Nếu nghi phạm có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất, tử hình. Tuy nhiên, luật sư Anh Thơm cũng nhận định, nếu xét thấy đối tượng có biểu hiện tâm lý bất thường thì cần xem xét đối tượng đã từng đi khám, chữa bệnh tâm thần ở cơ sở y tế hoặc qua chính quyền địa phương xác minh. Nếu có căn cứ, cơ quan điều tra sẽ cho nghi phạm đi trưng cầu giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhằm xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp nếu có kết quả giám định của cơ quan pháp y tâm thần xác định nghi phạm bị bệnh tâm thần hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì nghi phạm sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt khi xét xử.